trái tim, nhịp đập của cuộc sống, nhưng không phải ai cũng may mắn sinh ra với một trái tim khỏe mạnh. Bệnh tim bẩm sinh, căn bệnh quái ác đe dọa tương lai trẻ thơ. Hy vọng được thắp sáng từ chẩn đoán sớm, can thiệp kịp thời. Tim bẩm sinh, từ chẩn đoán trước khi sinh đến can thiệp sau sinh, bác sĩ gia đình kỳ này. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Bác sĩ gia đình được phát sóng trên kênh VTV8 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, theo thống kê của Bộ Y tế, hàng năm thì nước ta có khoảng là 10.000 đến 12.000 trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, nhưng chỉ có 6.000 trẻ được phẫu thuật. Số còn lại phải chờ và thậm chí là tử vong trước khi được phát hiện. Do vậy, việc tầm soát phát hiện sớm sẽ giúp các bác sĩ chủ động xây dựng các phác đồ chăm sóc, điều trị cho trẻ ngay sau sinh. Và nếu như trước đây, để điều trị tim bẩm sinh thì hầu hết người bệnh nghĩ đến phương án phẫu thuật hở với vết sẹo lớn, thì hiện nay, việc ứng dụng những phương pháp can thiệp xâm lấn tối thiểu sẽ mang lại kết quả điều trị hiệu quả, đặc biệt giảm thiểu đau đớn, đảm bảo thẩm mỹ cho người bệnh. Sàng lọc và điều trị bệnh lý tim bẩm sinh ở trẻ bằng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu sẽ là những thông tin được chia sẻ trong phần sống khỏe kỳ này. Trước hết, hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin y tế nổi bật trong tuần qua. Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã liên tục tiếp nhận các trường hợp đến khám với tổn thương là mảng tăng sắc tố đen ở da, được chẩn đoán ung thư tế bào hắc tố. Ung thư tế bào hắc tố ác tính là nguyên nhân gây ra hầu hết các trường hợp tử vong. Tuy nhiên, các trường hợp bệnh nhân phải nhập viện đều sống chung với các đốm lạ trên da nhiều năm, nhưng lại chủ quan không đi khám. Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, mỗi năm chỉ tiếp nhận khoảng 10 đến 20 bệnh nhân mắc căn bệnh này, thì từ đầu năm đến nay, tuần nào cũng có 1 đến 2 bệnh nhân nhập viện. Từ đầu năm đến nay đã có hơn 420 trẻ mắc bệnh ho gà đến khám và điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, tập trung nhiều nhất trong 2 tháng qua. Trong đó hơn 60% là trẻ em dưới 3 tháng tuổi. Các trường hợp nặng bị biến chứng phải thở máy cũng chủ yếu gặp ở nhóm tuổi này. Với trường hợp nhẹ, tức là con số cơn ho ít, không tím mặt, vẫn ăn uống bình thường, có thể chăm sóc tại nhà, uống thuốc theo đơn của bác sĩ. Còn khi trẻ có nhiều cơn ho kéo dài, trong cơn ho có đỏ hoặc tím mặt, ăn kém, nôn chớ nhiều, khó thở, cần đưa ngay đến bệnh viện để khám, điều trị kịp thời. Vừa qua, ngân hàng sữa mẹ thứ 3 trong cả nước đi vào hoạt động tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Điều này đã giúp hàng nghìn trẻ sơ sinh, nhất là trẻ sinh non, nhẹ cân, trẻ có bệnh lý được dùng sữa mẹ hoàn toàn ngay sau sinh. Ngân hàng sữa mẹ được vận hành trên cơ sở thu nhận nguồn sữa tự nguyện hiến tặng từ các bà mẹ đang nuôi con bằng sữa mẹ dưới 12 tháng tuổi. Hiện nay, nguồn sữa mẹ chủ yếu là hiến tặng, nhưng vẫn cần chi phí để sàng lọc và bảo quản. Trong khi đó, sữa mẹ thanh trùng chưa được đưa vào danh mục thanh toán bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo số ca mắc COVID-19 đang ngày càng gia tăng trên toàn thế giới và tình hình dự kiến sẽ không được cải thiện trong thời gian tới. WHO cho biết, dữ liệu từ hệ thống giám sát cho thấy tỷ lệ xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đã tăng lên trong vài tuần qua. Dù tỷ lệ xét nghiệm dương tính tổng thể lớn hơn 10%, nhưng vẫn có sự dao động giữa các vùng. Trong đó, tại châu Âu, tỷ lệ xét nghiệm dương tính là trên 20%. WHO đã kêu gọi các chính phủ đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng, đảm bảo rằng các nhóm có nguy cơ cao nhất sẽ được nhắc nhở tiêm chủng 12 tháng một lần. Thưa quý vị, từ những ca phẫu thuật tim mở đầu tiên đầy rủi ro, y học đã có những bước nhảy vọt ngoạn mục. Nhờ những tiến bộ khoa học công nghệ, các bệnh lý tim mạch, đặc biệt là tim bẩm sinh, giờ đây đã có thể được phát hiện sớm và điều trị hiệu quả. Mục sống khỏe kỳ này sẽ đưa chúng ta khám phá những phương pháp tầm soát và can thiệp tim bẩm sinh thế hệ mới, mở ra hy vọng trái tim khỏe cho hàng triệu trẻ em. Theo nhiều nghiên cứu, tỷ lệ trẻ sinh ra còn sống mắc bệnh tim bẩm sinh là từ 0,8 đến 1% và tỷ lệ tim bẩm sinh ở bào thai dao động từ 2 đến 3%. Tim bẩm sinh cũng là một trong những nguyên nhân gây thai lưu, tử vong hàng đầu ở trẻ sơ sinh, chiếm 35% tổng số trẻ có dị tật bẩm sinh tử vong. Hiện nay hầu như tất cả các dị tật tim bẩm sinh đều có thể được phát hiện trong thời kỳ bào thai. Việc chẩn đoán sớm tim bẩm sinh từ trong thai kỳ sẽ giúp cải thiện tỷ lệ tử vong và bệnh tật, tạo khả năng can thiệp điều trị kịp thời cũng như có thể chuẩn bị kế hoạch trước sinh phù hợp. Nhờ vậy làm giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tim bẩm sinh là một bệnh lý rất nguy hiểm và ảnh hưởng rất nhiều đến trẻ sơ sinh.
Trong thai kỳ thì siêu âm là phương pháp hữu hiệu nhất. Siêu âm là một phương pháp tiên tiến và hiện đại, và nó được xem như là phương pháp chính để sàng lọc các dị tật tim bẩm sinh trong thời kỳ bào thai. Theo các hướng dẫn về siêu âm tim bào thai ấy, thì người ta sẽ chọn cái mốc từ 18 đến 22 tuần để thực hiện sàng lọc. Nhưng hiện nay ấy, thì với sự phát triển của kỹ thuật siêu âm cũng giống như về các kỹ thuật chuyên môn của các bác sĩ ngày càng được nâng cao và sự hỗ trợ của máy móc hiện đại, nên hầu như toàn bộ các dị tật tim bẩm sinh đều có thể được phát hiện từ trong giai đoạn từ 16 đến 17 tuần. Thậm chí một số bệnh tim bẩm sinh nặng thì có thể phát hiện được sớm hơn. Như ở Bệnh viện Hồng Mỹ Đà Nẵng thì chúng tôi tiến hành sàng lọc tim sơ bộ từ giai đoạn 12 tuần ngay lúc được đo lường ngoài da gáy. Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, phương pháp siêu âm tim thai và siêu âm sàng lọc tim bẩm sinh ở trẻ sơ sinh được áp dụng thường quy trong chẩn đoán trước và sau sinh bởi bác sĩ siêu âm sản khoa và bác sĩ tim mạch giàu kinh nghiệm. Nhiều trường hợp thai nhi trẻ sơ sinh được phát hiện bệnh tim bẩm sinh và có kế hoạch can thiệp kịp thời sau sinh ngay tại bệnh viện. Phát hiện sớm các dị tật tim bẩm sinh rất quan trọng đối với đứa trẻ từ khi mà sinh ra đến phát triển sau này. Vì mình phát hiện các dị tật càng sớm thì mình sẽ có kế hoạch chăm sóc và lên kế hoạch điều trị khi nào, giai đoạn nào cho đúng thời điểm và phù hợp cho từng dị tật tim bẩm sinh. Vấn đề mà chăm sóc tim cho đứa trẻ từ khi lúc mà bà mẹ mang thai là một vấn đề mà được Bệnh viện Hoàn Mỹ rất là chú tâm tầm soát, tư vấn và phát hiện sớm ngay từ trong thời kỳ bào thai. Và lúc đó thì bác sĩ trong quá trình theo dõi khám thai cho người mẹ sẽ có những kế hoạch tư vấn về cả về chế độ dinh dưỡng, theo dõi các cái mốc thời gian kiểm tra định kỳ và các cái cận lâm sàng, các cái xét nghiệm mà cần thiết để mà theo dõi cái tình trạng mà tim bẩm sinh cho đứa trẻ. Và sau khi sinh xong thì những em bé nó sẽ ngay lập tức được các bác sĩ tim mạch và các bác sĩ chuyên khoa nhi hồi sức sẽ thăm khám ngay từ đầu và là lên kế hoạch điều trị. Hiện nay, với sự phát triển vượt bậc của các phương pháp phẫu thuật và can thiệp ít xâm lấn, hầu hết các bệnh tim bẩm sinh đều có thể điều trị, đa số có thể chữa khỏi hoàn toàn và mang lại cuộc sống bình thường cho trẻ. Đặc biệt có những thể tim bẩm sinh rất nặng, đe dọa tính mạng ngay cả sau khi sinh, nếu được cấp cứu kịp thời thì có thể cứu được đứa trẻ và chữa khỏi hoàn toàn. Bệnh viện Hồng Mỹ Đà Nẵng đã thực hiện phẫu thuật tim bẩm sinh thì cách đây độ khoảng gần 20 năm. Và trước đây hầu hết các cái ca phẫu thuật tim bẩm sinh được phẫu thuật mổ hở, tức là mổ theo cái mỡ xương ức đường ngực. Còn thời gian gần đây cái những trường hợp bẩm sinh tim bẩm sinh và tại bệnh viện đã thực hiện những kỹ thuật mới như là can thiệp bít dù hoặc là phẫu thuật ít xâm lấn. Đây là một bệnh nhi đã được can thiệp kịp thời bệnh tim bẩm sinh bằng phương pháp bít dù, một kỹ thuật mới trong điều trị bệnh lý tim bẩm sinh. Sau chỉ một tuần điều trị, bệnh nhi hầu như đã hồi phục hoàn toàn, sinh hoạt bình thường và các chỉ số thăm khám sau mổ đều rất khả quan. Họ nói với em là bệnh tim mà để về lâu, về dài sau này lớn lên thì sẽ gây suy tim cho bé, thì em càng lo lắng nên em cho bé nhập viện luôn chị ạ. Sau khi can thiệp bé vẫn bình thường chị, giống như lúc trên em thấy sức khỏe ổn định hơn, em rất là vui, rất mừng cho con bởi vì sau này con sẽ giống như mấy bạn khác, được sống khỏe mạnh. Can thiệp tim bẩm sinh qua da bằng dụng cụ là một phương pháp mới được chỉ định trong rất là nhiều trường hợp mà trẻ bị tim bẩm sinh, ví dụ như thông liên thắt, thông liên nhĩ, còn động mạch và các cái bệnh lý về hẹp van phổi, các bệnh lý teo van. Đó là một phương pháp mới và sử dụng là qua một đường nhỏ xâm nhập qua da bằng các ống sông và các cái sợi dây dẫn. Bác sĩ sẽ đưa các dụng cụ vào trong quả tim của em bé để biết các cái luồng sinh bất thường hoặc là mở các cái lỗ van bị hẹp. Can thiệp bít dù tim bẩm sinh qua da là một phương pháp có rất là nhiều ưu điểm. Về tỷ lệ thành công thì gần như 100% nếu chúng ta chỉ định hợp lý và đúng bệnh. Đứa trẻ chỉ nằm viện ngắn ngày, không phải chịu một cuộc mổ dài. Sau khi bít dù thành công thì đứa trẻ sẽ nhanh chóng lấy lại cái trạng thái và sức khỏe tinh thần giống như một đứa trẻ bình thường sớm trong vòng 1 hoặc 2 tuần. Và sau này đứa trẻ cũng không có vết sẹo mổ dài trên ngực. Đó là một vấn đề thẩm mỹ mà can thiệp tim bẩm sinh qua da nó sẽ có rất nhiều lợi điểm. Và quá trình chăm sóc một em bé can thiệp tim bẩm sinh qua da cũng sẽ rất là nhẹ nhàng và thuận lợi hơn cho bố mẹ.
Với các bệnh nhi mắc tim bẩm sinh có lỗ thông to, phức tạp hơn, thì phẫu thuật nội soi giấu sẹo qua đường dưới ngực mang lại hiệu quả điều trị cao, thẩm mỹ, đặc biệt đối với các bé gái. Ưu điểm của cái phẫu thuật ít xâm lấn cho cái trẻ em mà bị mắc bệnh tim bẩm sinh đó là một vết mổ nhỏ ở bên đường ngực phải hoặc bên trái và không cần phải mổ xương ức, cho nên cái thời gian nằm viện ngắn. Thứ hai nữa là cái biến chứng về nhiễm trùng, xương ức, chảy máu thì nó sẽ rất là hạn chế rất là nhiều. Và sau này cái đứa trẻ nó không có một cái vết sẹo ở phía trên ngực, nó sẽ tự tin hơn và nó cái cuộc sống sau này nó sẽ làm việc nó cũng trở lại giống như một cái đứa trẻ bình thường. Đáp ứng nhu cầu chăm sóc và điều trị cho bệnh nhi mắc tim bẩm sinh, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng trang bị đầy đủ trang thiết bị hiện đại trong chăm sóc và điều trị bệnh lý tim bẩm sinh như máy chụp mạch số hóa xóa nền DSA 2 bình diện với khả năng kết hợp dựng hình 3D tim và mạch máu, phòng mổ tim thông khí sạch, áp lực dương, hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể, dàn mổ nội soi tiên tiến, phòng hồi sức tim cùng ekip bác sĩ phẫu thuật gây mê hồi sức giàu kinh nghiệm trong phẫu thuật và can thiệp tim bẩm sinh. Trung bình mỗi năm có khoảng 300 trẻ được can thiệp, phẫu thuật chữa lành các dị tật tim bẩm sinh từ đơn giản đến phức tạp. Nhiều trẻ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật can thiệp bởi các tổ chức, đơn vị đồng hành cùng hành trình viết tiếp câu chuyện trái tim của Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng. 20 năm hình thành và phát triển, bệnh viện đã can thiệp phẫu thuật điều trị bệnh lý tim bẩm sinh cho hơn 5.280 trẻ mắc tim bẩm sinh, là một trong những đơn vị tiên phong trong can thiệp phẫu thuật tim mạch tại miền Trung Tây Nguyên từ năm 2004. Hoàn Mỹ Đà Nẵng là bệnh viện đầu tiên tại miền Trung triển khai can thiệp tim mạch và đứng thứ hai sau Bệnh viện Trung ương Huế trong triển khai phẫu thuật tim hở. Trái tim khỏe mạnh mang đến cho trẻ nguồn năng lượng dồi dào, giúp các em vui chơi học tập và khám phá thế giới xung quanh một cách hăng say, hứng khởi. Trẻ sở hữu trái tim khỏe cũng có sức đề kháng tốt hơn, ít ốm vặt, từ đó tập trung tốt hơn cho việc học tập và phát triển toàn diện. Hãy nhớ rằng, đầu tư vào sức khỏe chính là đầu tư cho tương lai của chính các em và cho cả cộng đồng. Trái tim quả thực là một cỗ máy sinh học kỳ diệu, không ngừng hoạt động để bơm máu, nuôi dưỡng từng tế bào trong cơ thể. Khác với các cơ quan khác, tim là trung tâm của hệ tuần hoàn, đảm bảo sự sống được duy trì liên tục. Vậy làm thế nào để bảo vệ và chăm sóc cỗ máy này, đặc biệt là ở trẻ nhỏ, để giúp các em có một cuộc sống khỏe mạnh và năng động? Trong cơ thể của chúng ta, tất cả các cơ quan đều là quan trọng như nhau. Tuy nhiên, trái tim chính là linh hồn của cơ thể chúng ta. Một cái quả tim khỏe sẽ giúp cho một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh. Chính vì vậy, chúng ta cần phải có một trái tim khỏe và chúng ta không thể đợi đến lúc mà trái tim chúng ta lên tiếng thì chúng ta mới đi khám và tầm soát, mà chúng ta sẽ thực hiện ngay từ đầu với các cái kế hoạch về chế độ ăn uống, tập vận động, thể dục và chúng ta phải có kế hoạch khám sức khỏe định kỳ để mới có một cái trái tim khỏe mạnh. Nuôi dưỡng trái tim bé bằng chế độ dinh dưỡng khoa học, bổ sung thực phẩm tốt cho tim mạch, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ ngọt và thức ăn nhanh, đảm bảo bé uống đủ nước mỗi ngày, kích thích vận động cho trái tim bé, khuyến khích bé tham gia các hoạt động thể chất ít nhất 60 phút mỗi ngày, hạn chế thời gian bé xem TV, chơi điện tử. Giấc ngủ ngon, nền tảng cho trái tim khỏe mạnh. Đảm bảo bé ngủ đủ giấc theo độ tuổi. Trẻ cần ngủ từ 8 đến 10 tiếng mỗi ngày để cơ thể được nghỉ ngơi và phục hồi. Tạo thói quen ngủ khoa học, cho bé đi ngủ và thức dậy vào giờ cố định mỗi ngày. Khám sức khỏe định kỳ cho bé. Việc khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các vấn đề về tim mạch ở trẻ, từ đó có biện pháp điều trị kịp thời. Cha mẹ nên đưa bé đi khám sức khỏe ít nhất 1 năm một lần. Cơ thể chúng ta giống như một chiếc ô tô, luôn cần được chăm sóc để vận hành trơn tru và bền bỉ. Nếu như bạn muốn chiếc xe của mình luôn chạy êm ái và mạnh mẽ, chắc chắn bạn sẽ thường xuyên bảo dưỡng, thay dầu và kiểm tra các bộ phận. Vậy chẳng có lý do gì để chúng ta không dành cho cơ thể mình sự quan tâm tương tự. Hãy tập thói quen bảo dưỡng cơ thể từ trẻ nhỏ đến người lớn để luôn tràn đầy năng lượng và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Chuyên mục Bác sĩ gia đình kỳ này sẽ được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.